chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Khẩu vị ngôi sao. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Bi thực hiện và được phát sóng vào lúc 17 giờ 50 phút Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Và hôm nay Khẩu vị ngôi sao sẽ mời đến đây một nam diễn viên điển trai. Xin giới thiệu nam diễn viên Thanh Bình. Em chào anh. Chào Hà Tu. Lần đầu tiên thì cho Thanh Bình gửi lời chào đến tất cả quý vị khán giả đang xem trên màn ảnh nhỏ. Lời chào tình cảm nhất. Tình cảm nhất, yêu thương nhất. Rồi, mời anh về phòng khách của chương trình, chúng ta sẽ tiếp tục trò chuyện. Chào mừng anh đến với Khẩu vị ngôi sao. Dạo này anh có gì vui không? Dạo này hả? Cũng vậy, ngày nào cũng ăn, cũng ngủ. Ngoài ăn, ngủ thì phải nấu mới có ăn đúng không anh? Ở nhà anh có nấu ăn không ta? Cơm gia đình thì được. Cơm gia đình thì được. Tại vì thực ra Bình là một người thích nấu ăn từ nhỏ rồi. Wow. Được mẹ dạy nấu ăn từ nhỏ. Nhưng mà một phần là vì công việc của mình đi nhiều đó, thành ra mình cũng không có nấu ăn thường xuyên lắm. Nhiều khi nấu món này ra món khác. Nấu món này ra món khác, nhưng món khác nó ngon là được, chứ đừng có ra ngon món khác. Ngon với mình thôi nha. Còn người khác thì chưa biết. Thực ra cái món ruột ngày xưa Bình thích nấu cho mọi người ăn đó là bún riêu. Bún riêu ở quê mình á. Quê Bình là ở Tây Nguyên. Nó khác như thế nào anh à? Thực ra nó khác là về những cái nguyên liệu thôi. Chứ đâu vẫn có riêu mới ra bún riêu được chứ hả? Không, cũng tùy. Có nhiều chỗ nấu bằng tôm. À. Thay vì mình sử dụng riêu cua để mình vợt qua lại thì mình sử dụng tôm xay. Tôm xay với thịt ba rọi. Rồi màu cũng vậy nữa. Ở trên đó thì sử dụng hạt điều, màu điều. Còn nếu mà bỏ qua khâu nấu, đến khâu ăn thì anh thích ăn nhất là món nào? Nếu mình hỏi ngay thích ăn gì thì thích ăn bò, thích ăn những cái món nướng. Đặc biệt là mình thích ăn những cái món mà nó thuộc về quê hương của mình là ở Tây Nguyên. Ví dụ như là cơm lam, bún riêu, bún mì thuột hoặc bún đỏ. Thôi bây giờ anh chọn ra hai món trong tất cả những cái món mà anh muốn thưởng thức đó. Anh order ra giúp em nha. Sẽ có hai bạn fan mộ đến đây để làm cho anh ăn. Hai cái món này dễ chứ không khó. Rồi bây giờ em tạm đặt hai món ăn này ở đây nha. Ok. Bây giờ sẽ mời ra đây hai bạn fan hâm mộ để xem hai bạn có nấu được hai món này không. Xin mời Ngọc Diệp và Tuyết Nga. Chào hai bạn. Mời hai bạn ngồi. Chào mừng hai bạn đến với chương trình Khẩu vị ngôi sao. Bạn giới thiệu một chút xíu về bản thân nha. Em tên là Ngọc Diệp và hiện tại em đang học tập và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh ạ. Đang đi học. Dạ. Có nhiều thời gian để nấu ăn không? Dạ cũng có, em rất là thích nấu ăn ạ. Cũng có, mà sao cười vậy? Dạ, cười đó là cười tự tin hay cười không tự tin ta? Chắc là mình nấu là mình ăn được thôi. Ôi vậy là em đúng là fan hâm mộ của anh Bình đó. Anh Bình anh nãy anh cũng nói là anh nấu mà anh ăn thôi đó. Anh cũng nấu cho người khác ăn, nhưng mà ăn được muỗng là bỏ. Rồi bạn giới thiệu một chút xíu về mình nha. Dạ em chào chị Hà Thu, em chào anh Thanh Bình. Em tên là Tuyết Nga, năm nay em tròn 26 tuổi. Nghề chính của em là diễn viên. Đồng nghiệp. Tại vì bước ra cái hết hồn luôn mà. Vậy hả? Lại gì? Em biết chương trình này có anh Bình em mới đi á. Lén lén phải không? Hôm nay biết có anh Bình tới là lén lén tới. Dạ, để lén, nấu cho anh Bình ăn. Lén lõi luồn lách để vô ấy chị. Mà quan trọng là luồn lách xong rồi có biết nấu ăn không? Hay là luồn dạ, lách tới để gặp anh Bình cái thôi. Cũng gọi là đó, lấy xương xương á chị. Làm vài ba món. Chút đỉnh dạ, đi gọi là gọi là rất rất gì và này nọ. Bây giờ Hà Thu có cầm hai món ăn mà anh Thanh Bình đã order ở đây, và hai món ăn đang được giấu kín, và hai bạn phải trải qua hai câu hỏi cùng một phần thử thách để giành chiến thắng và lần lượt mở ba từ khóa liên quan đến anh Thanh Bình. Ba từ khóa 1, 2, 3. Kết thúc ba ô khóa này, ai mở được nhiều hơn thì người đó giành chiến thắng và chọn một trong hai món ăn mà anh Thanh Bình đã order ở đây. Hồi hộp quá. Hồi hộp đúng không? Dạ. Để bớt hồi hộp, chúng ta vào luôn câu hỏi đầu tiên nha. Rồi mời hai bạn cầm bảng, mỗi bạn sẽ có 10 giây để trả lời câu hỏi. Câu hỏi đầu tiên đó là kể 5 màu có trong món xôi ngũ sắc. 5 màu nha. 5, 4, 3, 2, 1. Hết giờ, xin mời hai bạn đưa bảng ra. Màu xanh, màu trắng, màu tím, màu vàng, hợp lý, màu đen. Xôi đen. Em nhớ là xôi nếp than nó có màu đen ạ. Đúng rồi. Xôi nếp than đúng không? Nhưng đang hỏi là gà chơi ăn gian xóa.
Xóa cái gì vậy nè? Dạ em xóa màu đen, nó đen sai sai của em viết 7 bà vô. Xóa đúng nó còn mà. 4 đáp án thì cũng đâu có đúng đâu. Ôi người ta hỏi 5 màu, bây giờ đen đôi khi đúng cái là bây giờ không có được tính nè. Có 5 màu màu trắng luôn chị, em ghi chắc không thấy. Anh thấy màu hồng mới là... Hồng. Đây có cam, xanh lá, em nhớ có hồng mà ta. Bây giờ tôi đọc thử các bạn tự dò xem có đúng không nha. Dạ. Sẽ có màu xanh. Em chùi giữ lá đi phải không? Dạ. Màu đỏ, màu tím, màu vàng, màu trắng và tèn ten, hai bạn không có ai đúng cả. Khỏi cần dò, Hà Thu cũng biết. Ôi. Hai bạn không ai trả lời đúng cả, cho nên anh Thanh Bình giúp các bạn mở một từ khóa nha. Anh chọn từ khóa... chắc số 1 đi. Từ khóa số 1 xin mời. Lời cám dỗ ngọt ngào. Liên quan tới món ăn không ta? Có chứ. Thực ra thì nó là như vậy nè, là đây là nó dựa trên một câu chuyện mà mình đã từng trải qua. Chắc tụi em cũng biết con đuông dừa đúng không? Không những biết mà rất sợ. Thì anh cũng sợ vậy. Vậy thực ra cứ con gì lúc nhúc đều sợ hết á. Nhưng mà rất nhiều người, bao nhiêu lần đi ăn uống thì hầu như tất cả bạn bè đều rất là muốn ăn cái món này. Mình nhìn thấy mọi người ăn rất là ngon. Và mọi người cứ nói là trời ơi nhìn vậy thôi chứ ăn ngon lắm. Thích ăn cái gì béo béo đúng không? Đó, món này là đúng đúng sở trường mà bản thân mình là thích ăn ngọt, thích ăn béo. Thế là cuối cùng là thử một lần coi sao. Nhờ bạn bên cạnh cầm giùm, con nhắm mắt lại ăn, cắn một cái hả? Trời ơi, nó bể cái pup một cái là nó tràn ở trong họng mình đó. Từ đó là không bao giờ dám ăn nữa. Vậy ha, bạn bè đã cám dỗ anh thử cái món đó. Lời cám dỗ ngọt ngào nhưng từ bạn bè. Nhưng mà thực sự không ngọt ngào một chút nào. Thêm một chút thông tin về món xôi ngũ sắc ha. Nguyên liệu làm xôi ngũ sắc gồm gạo nếp thơm dẻo, hạt đều không lẫn tẻ, trộn với các loại lá cây rừng để nhuộm màu với màu sắc hấp dẫn, hương vị đặc trưng của gạo nếp nương, thêm những mùi vị rất riêng của các loại lá rừng tạo cho xôi ngũ sắc những dư vị thật độc đáo và khác lạ. Điều đặc biệt hơn, đây không chỉ đơn thuần là món ăn mà còn là tinh hoa văn hóa ngàn đời. Mỗi màu sắc trong xôi đều mang những ý nghĩa, triết lý riêng. Năm màu tương ứng với ngũ hành: kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, có tương sinh, tương khắc. Bây giờ kết thúc từ khóa đầu tiên, mình đến với câu hỏi số 2 ha. Câu hỏi số 2 là một câu hỏi mẹo. Đường gì không ngọt? 10 giây bắt đầu. 3, 2, 1. Hết giờ. Đường kính trắng rất ngọt dạ. Đường đi chắc không ngọt vì có ăn được đâu đúng không? Dạ, tại vì đường đi nhiều trong gai quá không ngọt được đó chị. Sự cay đắng của cuộc đời đã mang về một đáp án chính xác. Tuyết Nga, em giành chiến thắng, em được mở một từ khóa tiếp theo. Dạ. Mời em. Em mở số 3. Mời từ khóa số 3. Chạm ngõ quay đầu. Câu chuyện chạm ngõ và quay đầu là gì hả anh? Đó là tiết canh. À. Cũng không hiểu sao chơi với bạn bè cũng như là người nhà toàn là thích ăn tiết canh. Mà tiết canh là một cái món nhưng nó không tốt cho sức khỏe đâu. Nhưng mà cũng có một lần đi ăn với bạn bè ở trong rừng á, bạn làm sẵn rồi đem theo, rồi xong rồi mọi người không có cho mình thấy, xong mới dụ mình nói là bây giờ có cái món ăn này, bịt mắt lại ăn nếm thử đoán, nếu mà thắng thì sẽ được phần thưởng này kia nọ. Cuối cùng là ăn một muỗng vô thì mình cảm giác đầu tiên là cái gì mà nó cứ giống như nước sệt mà nó thậm chí nó nhiều người nói là không có mùi tanh nhưng bản thân mình lại thấy nó tanh. Ăn xong cái mở miệng ra, bắt đầu mở ra nhai thôi không ăn được đâu nhả. Đó là một cái lần duy nhất trong cuộc đời và cũng là không bao giờ, bữa đó giận đi về luôn mà. Anh ơi, thông qua hai từ khóa này em rút ra được điều là bạn bè anh là những người rất là tốt và yêu thương anh ha. Một món ăn dân dã nhưng mà Thu nghĩ cũng không có tốt cho sức khỏe lắm đâu. Dạ đúng rồi. Kết thúc câu hỏi thứ hai, phần thắng tạm nghiêng về Tuyết Nga. Bây giờ đến một phần gỡ gạc cuối cùng cho em, đó là một phần thử thách để phân định thắng thua. Thử thách đó là gì? Mời quý vị khán giả đón xem trong ít phút nữa. Chào mừng hai bạn đến với một cái game nho nhỏ giản đơn của chương trình Khẩu vị ngôi sao. Game chúng ta như sau. Hai bạn, mỗi bạn trước tiên là chọn một cái màu bóng mà mình yêu thích nè. Dạ. Ưu tiên em chọn trước đi. Dạ, em sẽ chọn màu cam. Màu cam. Dạ. Vậy Nga sẽ chọn màu trắng đúng không? Dạ. Rồi hai bạn cầm sẵn hai cái vợt lên nè. Chúng ta sẽ dùng vợt để tâng bóng một cách khéo léo. Dạ. Vừa tâng bóng vừa đi dích dắt qua những cái chướng ngại vật này. Dạ. Và bỏ bóng vào cái tô ở bên kia. Sau 2 phút bạn nào thu về được nhiều quả bóng hơn thì bạn đã giành chiến thắng. Rồi thời gian 2 phút bắt đầu. Khéo léo nha, chậm mà chắc nha. Rồi làm lại nè. Trời đất ơi. Mình gần tới đích rồi, mình ăn danh. Bỏ vô luôn nha, đừng để cho nó rớt. Không lượm lên lười được nè. Đó đúng rồi con má. Rồi ok, một cái hay quá Nga ơi. Em tin em làm được. Bình tĩnh nào, nhẹ nhàng thôi. Rồi.
Đúng rồi. Rồi cầm trái bóng, bỏ vô. Đúng rồi. Cố lên. Cố lên nghe ơi, được ạ. Đúng rồi. Vẫn phải lụm chứ, phải hết tâm hết mình với. Vận dụng kỹ năng coi. Dạ. Đúng rồi. Cố lên. Gần đến rồi, đúng rồi. Cầm trái bóng, đúng rồi. Trời đất ơi. Hay quá nghe ơi, hay quá nghe ơi. Xong cái chương trình. Chúng ta chỉ còn 30 giây thôi nha. Ôi, cô gái. Đó. Ủa vậy có được tính không nhỉ? Em ơi. Trời ơi, tuột rồi kìa. Thời gian còn lại 10 giây. 5. Không ấy em đứng dưới 4, em ném lên luôn đi nha. 2. 1. Hết giờ. Anh đếm giúp em bóng trắng đi, bóng trắng nhiều quá em đếm này, không ra. Này chắc khỏi đếm đi chứ đếm. Không, anh đếm mấy cái trái dưới đất á, anh đừng đếm mấy trái trong tô. Vậy thôi tính luôn cái rổ đó đi. Ừ cũng được. Bên này có 3 trái bóng màu cam. Nga, với những cái sự chơi xấu gian lận của em vẫn không thể mang lại chiến thắng, và chiến thắng đã thuộc về bạn Ngọc Diệp. Chúc mừng em. Rồi mời mọi người về phòng khách nha. Mời về chỗ. Vậy là sự cổ vũ của chị đã không có uổng công và em đã giành chiến thắng, mở được từ khóa cuối cùng, từ khóa số 2. Xin mời, em ngọt thì anh thích chứ bột ngọt thì không. Cái từ khóa này cũng khá là rõ ràng đúng không anh? Không, thật sự là tại vì anh bị dưỡng bột ngọt. Tại vì thực ra là bột ngọt nó cũng không có tốt cho sức khỏe lắm, cho nên là không chỉ trong cái chương trình nấu ăn cho anh Thanh Bình mà về nhà thì chúng ta cũng nên gia giảm chút xíu đúng không? Mỗi bạn mở được một từ khóa, nhưng mà từ khóa của Diệp thì sẽ có một huy hiệu thần bếp, có nghĩa là em sẽ có được một sự trợ giúp từ anh Thanh Bình trong lúc nấu nướng. Dạ. Sự trợ giúp gì đó thì thuộc về sự quyết định của em nha. Hai bạn đang hòa nhau ở kết quả một đều. Bây giờ chúng ta tham gia một phần thử thách nho nhỏ cuối cùng để tìm ra người chiến thắng. Thì người chiến thắng sẽ có quyền lựa chọn một trong hai món ăn mà anh Thanh Bình đã order ở đây. Bây giờ Hà Thu sẽ đưa ra một hình ảnh này. Ai mà đoán được trước thì đọc to cái từ mà mình đoán ra nha. Dạ. Đây là gì? Đây là từ gì? Phải. Ủa, đây là từ gì? Suy nghĩ ra một cái từ có nghĩa nha. Là khoan hồng. Chính xác. Yeah, chúc mừng em. Vậy là với đáp án khoan hồng, phần chiến thắng đã thuộc về Ngọc Diệp. Và em có quyền chọn một trong hai món ăn ở đây, gồm có bún đỏ Đắk Lắk và phở khô Gia Lai. Dạ, em xin chọn là phở khô Gia Lai. Chà. Phở khô Gia Lai. Cái món này thì nó hơi đặc trưng vùng miền chút xíu. Em đã thưởng thức bao giờ chưa? Dạ, em chưa từng thưởng thức bao giờ. Nhưng mà nghe tên chắc có lẽ là dễ làm. Nhưng mà sẽ nó ngon đúng không? Dạ. Còn em sẽ... Nga ơi. Dạ. Em có biết cái món này không? Dạ, em nghe. Cái này cũng thuộc Đắk Lắk đó. Dạ. Nhưng mà không sao chị, vì thần tượng của em ngày hôm nay, em sẽ cố gắng hết mình để nấu cho anh. À, bé nói không sao, em thấy vẫn ổn. Em ổn như anh Bình không ổn em mà. Dạ. Tại vì người ăn là ảnh đó. Anh bắt đầu không, lo mà em là cái người đầu tiên nếm. Đúng không chị? Phải nếm mới cho thần tượng mình ăn được đúng không chị? Không, nó vui vậy thôi chứ thực ra là cũng biết rồi đúng không? Tại vì nói chung là thần tượng chắc mình cũng em sẽ... cũng biết một chút xíu về cái món này. Em muốn sử dụng cái huy hiệu thần bếp á để hỏi anh về cái công thức nấu món phở khô Gia Lai được không ạ? Theo như cá nhân của anh á, cái món phở khô Gia Lai này, cái điều quan trọng nhất á đó là chuẩn bị các nguyên liệu cho đầy đủ. Phở khô thì em cứ hình dung nó giống như là mình nấu hủ tiếu vậy đó. À, thì cũng bao giờ bánh phở khô, rồi quan trọng là nước lèo. Nước lèo em phải nấu làm sao cho nó ngọt, nó nấu như mình hầm xương vậy đó. Và thịt bằm, trứng cút, các nguyên liệu cơ bản thì nó cũng đơn giản như mình nấu hủ tiếu rồi thôi. Nhưng mà các khác nhau là anh nghĩ là do nước chấm nữa. Nước chấm là làm từ nước tương đậu nành. Dạ, em cảm ơn anh Thanh Bình ạ. Bây giờ Ngọc Diệp, em sẽ có thêm một cái quyền ưu tiên nữa, quyền được chọn bếp trái hay bếp phải. Mà mỗi bếp thì có một thử thách nho nhỏ thôi. Em chọn là gian bếp nào? Dạ, em chọn gian bếp bên trái ạ. Trời gian ơi, bếp bên trái. Chúng ta tạm kết thúc phần 1 của chương trình mang tên Khám phá khẩu vị ngôi sao. Và chào mừng mọi người đến với phần 2 của chương trình Chinh phục khẩu vị ngôi sao. Chào mừng quý vị và các bạn đến với gian bếp yêu thương của khẩu vị ngôi sao. Và thử thách ngày hôm nay bên bếp trái đúng không của em sẽ là
đi bập bênh. Dạ. Bây giờ nấu ăn thì chúng ta cứ đứng bình thường thôi, nhưng mà mỗi lần em đi lấy nguyên vật liệu ở bên kia hay là rửa cái gì đó thì em phải đi qua cái bập bênh này. Dạ. Còn bên này sẽ là một thử thách rất là dễ thương, đó là lắc vòng. Di chuyển trong cái vòng này. Em có thể di chuyển theo cái vòng, đẩy tới đẩy lui, miễn sao là em đừng bước ra khỏi cái vòng này. Dạ. À cái này dễ, em làm được. Dễ đúng không? Dạ. Sẽ có một vài nguyên liệu, các bạn muốn sử dụng cái phần nguyên liệu đó thì các bạn phải nhờ anh Thanh Bình thực hiện một vài thử thách có ghi ở trên đó. Dạ. Và nhớ gọi Hà Thu khi các bạn cần dùng nguyên liệu có thử thách nha. Dạ. Rồi chúc hai bạn nấu ăn thật ngon. Mời anh trở về phòng khách để hai bạn có không gian riêng để nấu ăn. Cố gắng nha, đừng bắt anh nhào lộn là được rồi. Vâng, đến với khẩu vị ngôi sao thì sẽ có một vài thử thách nhỏ nhỏ cho anh thôi, để kiểu anh vận động á, để lát nữa mình ăn cho ngon cơm chứ không có gì hết á. Thấy cái này là thấy không có nhẹ nhẹ đâu nè. Có bạn nào có muốn lấy nguyên liệu gì không ta? Dạ em. Đó, thấy chưa, nghe là không bao giờ tha cho anh Bình được. Em muốn lấy trứng cút, nhưng mà trước hết thì em sẽ cho anh Bình một cái thử thách. Thì cái thử thách của em nó cũng đơn giản lắm anh, thì khó hết trơn á. Anh hãy kéo và phát ra từ A trước khi nào mà anh lột được cái vỏ trứng cút này để anh ăn. Bây giờ anh chỉ cần rất đơn giản, A, một chữ A. À. Đúng rồi, trong lúc A đó thì vừa A vừa bóc vỏ 5 quả trứng này. Khi đó là hết hơi mệt á, anh sẽ dùng 5 quả trứng đó để lấy lại sức. Và trong 60 giây anh phải bóc hết 5 quả trứng này. Bắt đầu chưa? Bắt đầu. À. Cho hai ba hơi đi. Hết hơi rồi. Chơi khó quá. Thôi không được rồi, ăn gian luôn đi. Thử thách nhẹ nhàng, nho nhỏ đúng không anh? Dạ, chị Thu ơi, em còn một cái thử thách dành cho anh mình nữa nè. Mời em đọc thử thách của mình nha. Thử thách vợ của mình là nhìn hình và đoán đúng tên các món ăn đó là gì ạ? Có nghĩa là trên màn hình của chúng ta sẽ hiện lên tên của một món ăn. Nhiệm vụ của anh là sẽ đến đây tìm trong 5 hình này cái hình nào là đúng với cái tên món ăn ở trên đó. Đơn giản không? Thế cũng đơn giản đó. Không có đơn giản như vậy đâu. Thế dạ? Là có nghĩa anh phải xuất phát từ đây và anh phải hít đất. Đi qua. Gì? Cái đó không phải là khẩu vị ngôi sao anh ơi. Hít đất. Dạ, hít đất. Đến đây lật mở từng tấm hình và xem cái hình nào đúng với cái tên món ăn ở trên màn hình thì lấy về quay lại đây đưa cho em. Rồi, xin mời món đầu tiên. Bún bò. Bún bò. Bún bò. Bún bò. Bún bò. Trời ơi. Bún bò. Chết luôn á. Dạ. Cố lên anh ơi. Cố lên, em nghĩ là đoán xem cái tô nào có nước 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 đi. À đây nè. Đây. Chính xác. Ây da. Rồi, một món. Bún bò đầu tiên rất là nhẹ nhàng phải không anh? Ủa chứ một món thôi chứ. Dạ, dạ 5 món. Rồi tiếp theo. Món tiếp theo là bánh mì thịt nướng. Mình thể hiện sức mạnh của mình đi anh. Anh Bình cố lên. Món bánh mì thịt nướng. Em nghĩ là anh thấy rồi đó. Đây rồi. Đúng chính xác. Món thứ hai, bánh mì thịt nướng. Anh ổn đúng không? Chúng ta tiếp tục được phải không anh? Được, được. Tiếp tục món thứ ba, mì Quảng. Thôi ráng sao ba cái nhảy lên tới đó luôn nè. Một. Một. Hai. Ba. Đó, tự mình làm okay. Khó chi vậy. Rồi. Chính xác. À, món tiếp theo là gỏi cuốn. Cuốn. Ai, thấy rồi. Rồi. Một. Thôi bước nhỏ nhỏ chắc là dễ hơn đó anh. Bước bự khó lắm. Dính hoài. Đây nè, gỏi cuốn. Gỏi cuốn. Và món cuối cùng là món chân gà xá tắc. Không cần quan tâm món gì, chỉ cần lấy cái hình này về. Không anh. Anh ơi, em vẫn còn rất tỉnh táo. Ok. Em thấy anh rất là dễ thương với em, cho nên em sẽ dễ thương lại. Anh ơi, một chút xíu nữa thôi. Anh ơi. Trời, phá hoài nha. Rồi. Chân gà xá tắc hoàn thành 5 món ăn với một phần thử thách khá là nhiều mồ hôi. Và chúc mừng bạn đã có được phần nguyên liệu của mình.
sợ lo nấu không lo cụ vũ chị anh luôn. Thua ơi. Tiếp được vậy anh, không cho anh nghĩ luôn. Em còn dạ thử thách lần này của em á thì dễ lắm, thì anh phải vừa nhảy dây cho em nè, mà chưa hết đâu, anh hát thêm một bài nữa. Bây giờ anh nhảy dây đi. Thôi anh không có biết hát, cuộc đời chỉ hát được nhạc thiếu nhi thôi à. Cũng được anh, cháu lên ba chẳng hạn, hay là bắt kim thang. Ok, bài đó luôn đi. Cháu lên ba nha anh. Cháu lên ba, cháu vô mẫu giáo. Cháu vô được mẫu giáo rồi. Cháu là cháu không khóc, khóc nhẹ. Không khóc nhẹ thì mình trông cây cha. Hát rõ rõ lời. La 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 la. Hay quá. Chúc mừng anh Bình. Em hết thử thách rồi. Chúc mừng em đã hành hạ anh thành công. Dạ. Dạ, em còn một thử thách cuối cùng dành cho anh Thanh Bình. Cuối cùng thôi. Dạ, là hãy kể tên 10 loại đồ chấm được sử dụng phổ biến. Thử thách này rất là dễ mà. Ok, cái này được. 3, 2, 1, bắt đầu. Nước mắm ớt nè, nước tương ớt nè, nước mắm gừng nè, mắm nêm nè, mắm tôm nè, muối tiêu chanh nè. Đúng rồi. Muối ớt nè, mắm thái nè. Mắm thái nè. Rồi, mắm cái linh, mắm ruốc. Yeah. Rồi, yeah, 10 ra. Rất là đơn giản đúng không? Không, mà Việt Nam mình thực sự rất là nhiều nước chấm, không nhớ hết được đâu, thiệt, thực sự rất là nhiều. Rất là nhiều luôn, mà em thấy nghĩ trong vòng chưa tới 60 giây mà anh đã hoàn thành hết 10 loại nước chấm này, quá siêu rồi. Chúc mừng anh và chúc mừng hai bạn đã đầy đủ nguyên liệu để nấu các món ăn của mình. Mà anh đang ngoài nghỉ ngơi chút xíu nha, để okay. Hai bạn tập trung nấu nướng nè. Chào mừng quý vị và các bạn đến với một phần được mong ngóng chờ đợi nhất chương trình, đó là phần thưởng thức các món ăn. Đây là món bún đỏ Đắk Lắk, đây là món phở khô Gia Lai. Anh muốn thưởng thức món nào trước? Ok, bây giờ mình thử từng món trước đi ha. Món khô trước rồi món nước sau ha. Ok. À, món này cũng có nước ăn kèm. Ok, rồi ít nhất nó cũng có màu đỏ rồi. Rồi, em mời thưởng thức cái món phở khô trước đi nha. Đây có một chén súp nè. Rồi, cứ để nó. Dạ. Tụi em nấu mà tụi em ăn thử chưa? Dạ rồi. Ý nó có chuối nữa nè em. Cái đó là chả cá hả chị? À, chả cá hả? Ủa, trong phở là có chả cá nữa hả? Phở bò có chả cá em hả? Đó là sự sáng tạo tưởng tượng của em phải không? Không biết là trong cái món gốc nó có chả cá không anh? Anh cười là không có rồi đó. Ok, để mình thử cái nước dùng nha. Em mới thử một chút phở khô thì không biết em đã trộn đều chưa mà em thấy hơi nhạt một chút xíu. Mình không biết là có phải là do gấp gáp thời gian hay không, anh cũng phải là chuyên gia đánh giá ẩm thực gì hết. Mà cơ bản là anh đã từng ăn phở khô rất là nhiều. Thì nói thật lòng, thật sự mọi thứ nó không có đúng. Không đúng chỗ nào luôn. Anh nói rất là nhẹ nhàng thôi một câu. Mọi thứ không đúng. Tại vì phở khô á, theo như anh ăn lúc từ nhỏ tới lớn á, cái phở khô cái quan trọng đầu tiên nguyên liệu. Nguyên liệu đây nó phải đúng cái đã. Nguyên liệu nó là phở. Mặc dù nhìn nó rất giống như cái cọng hủ tiếu nhưng mà nó là phở. Xong rồi cái thứ hai đó, cái tô khô đó nó có một cái nước sốt nữa. Đúng rồi, cái này hơi thiếu cái nước sốt. Và cái quan trọng là thịt bằm chứ không phải là thịt bò. Và có một cái loại tương chuyên dụng của nó là tương đậu nành. Hẳn mới đúng cái nghĩa là phở khô Gia Lai. Nhưng mà thực sự cái nước dùng em nấu thì là rất là ngon. Em đem đến rất là vừa miệng, vừa ăn, ngọt và nó thanh, nó không có bị quá mặn. Còn như mà cái hủ tiếu thì đúng là rõ ràng hơi nhạt một chút. Ừ, đúng rồi. Dạ rồi, bây giờ anh dùng một chút nước nha. Ok, rồi cái món này mới dữ dội nè. Lần đầu tiên em nấu thì rồi, hôm nay ơn. Em nấu không biết sao, anh ăn thử coi được không? Chị ổn không? Chị ổn, cảm ơn em. Ăn em được. Nghe một chút xíu mùi riêu cua ở trong này. Dạ đúng em. Rồi. Ủa sao? Không ấy bây giờ mình không nói được không? Em muốn đi chỗ. Không, anh biết, em biết nấu ăn mà, anh biết, dạ. Anh có biết. Nhưng mà em nấu cơm đi, đừng nấu này nữa nha. Dạ.
Vì sao mình nấu vậy anh? Theo anh biết nha, cũng là cá nhân anh thôi chứ anh không phải là người giỏi về sành ăn. Cái bún đỏ ở Đắk Lắk á, cái màu á, thứ nhất là từ hạt điều. Được cái thứ nhỏ. Hai nữa là em hình như em không nêm đúng không? Em có nêm. Nó nhạt lắm luôn á. Từ từ thì anh cũng xin lỗi hai bạn là tại vì anh chọn hai cái món này nó cũng là hai cái món vùng miền. Đúng rồi, nó hơi khó nha. Dạ. Bản thân mình chưa chắc mình nấu được, mặc dù là mình là ăn cái này từ nhỏ tới lớn nhưng mà chưa chắc mình nấu được. Và anh là một vị khách mời đặc biệt, tại vì khách mời đến đây toàn ôi món này ngon quá, món này cũng ngon, hai món ngon ngang nhau, không biết chọn món nào. Bây giờ món này cũng nhạt, món này cũng nhạt, hai món nhạt ngang nhau, anh chọn món nào? Nếu chọn một trong hai để cho một phần thắng á hả? Đúng rồi, để cho một người giành chiến thắng. Nhạt thì nhạt chứ công sức bỏ ra cũng rất là nhiều anh ơi, cho nên là phải chọn okay. Một trong hai người giành dạ. Chiến thắng. Anh sẽ nói ngắn gọn thôi ha. Dạ. Bên này anh xin lỗi nghe là không thể ăn được, bên này còn ăn được. Rồi, vậy là chúc mừng Ngọc Diệp với một món phở khô ăn được đã giành chiến thắng cho em ngày hôm nay, chúc mừng em. Vâng, cảm ơn hai bạn đã đem đến đây một sự cố gắng rất là nhiệt tình, bất ngờ. Đúng rồi, và mời anh trao cái sự may mắn này đến cho bạn Ngọc Diệp. Cảm ơn dạ, em, cảm ơn em thay tham dự chương trình. Cảm xúc của em thế nào khi mà một món ăn mà mình chưa từng thưởng thức trước đó mà mình tưởng tượng ra mình nấu mà giành chiến thắng? Thật sự là nó khiến cho em bất ngờ. Còn một cô gái nấu ăn không ăn được. Dạ, em có chia sẻ gì? Em quen rồi, tại vì nào giờ ở nhà em nấu á, ba má em cũng đứng trong chờ thành phẩm của em tới chừng ăn, mẹ em nói là thôi mẹ ăn luôn đi. Quen rồi thưa quý vị, cho nên là không có sao hết. Dạ. Rồi nói chung là rất cảm ơn tình cảm của hai bạn dành cho anh Thanh Bình, và cảm ơn Thanh Bình đã dành thời gian để đến với chương trình Khẩu vị ngôi sao ngày hôm nay. Chương trình Khẩu vị ngôi sao do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Bi thực hiện và được phát sóng vào lúc 17:50 chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Còn bây giờ thời lượng chương trình đã hết rồi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.